Anh cho cả cái vừng đen lẫn vừng trắng vào. Đâu cát đấy ạ, đang nói đều. À cái đen là cát. Cái đen là cát à? Vâng. Còn nó có cát đen à? Đâu ra là cháy đấy. À. Cát xây của mình nó ra là cháy rồi. À thế à? Cái này là để lấy làm cái thính. Thính làm nem làm gỏi đấy. À, thính làm nem làm gỏi là cái này đây. Ở dưới là bếp than củi là than gì đấy? Than là than bùn. Than bùn, trông như than củi anh nhỉ? Hay quá. Còn đây là vừng là anh mua ở đây luôn. Gạo, gạo. Gạo thính. À, gạo chứ không phải là vừng à? Gạo. À, thế à? Tô gạo cho nó màu vàng nhỉ? Đây là cái thành phẩm đấy hả? À, xong rồi nó như thế này. Xong rồi xong... dần xay ra cái túi vàng vàng của chúng ta. À, còn cái gạo kia là lúc chưa rang đây. À, chưa rang nó như thế này. Sau đó nó ra màu vàng này. Wow. Chào. Ôi, thôi, xin lỗi. Ok, không sao anh. À, xong anh cứ gói từng cân một này à? Vâng. À. Đang còn nóng đây. Cái cát đen anh cho vào trước. Vâng, nóng. Ra vàng đều nhanh được. À. Thế khi kia thì cả cát nó cũng vào cái thính luôn à? Không, nếu mình dần sang lại đấy. Thế nó mình là sàng lại lần nữa. Vâng, dần lại sàng lại. Chứ không có thì nó lẫn vào với cát gì à? Vâng, không ăn được. À, không ăn được. Lẫn cát ăn không ăn được. À. Một ngày anh rang này được bao nhiêu cân? Ra tầm 70-80 cân mà. 70-80 cân gạo. Vâng. Ừ, giỏi thế. Ngày xưa rang bếp to, ngày rang tà rưỡi gạo. À. Rồi bếp bé 80 cân. Ừ, xong bán cho tất cả các nhà hàng ở đây. Đặt đây. Đặt sẵn rồi. Mang đến. Ừ. Cái gạo này có cần phải chọn gạo ngon không? Không, chỉ cần gạo hạt gạo sắt trắng kỹ. Ừ, chứ không cần phải cái loại gạo ngon. Bắt không khe không phải, dùng gạo hạt gạo. Thế còn cái này là cái của anh để anh xúc hả? Vâng, để xúc ạ. À, ôi hay nhỉ. Cái cát đen là anh lấy ở đâu ra? Đâu cát xây của mình đây. À. Mình lấy bao kia thì mình rửa sạch cát đi, thì mình làm cát. Nhưng mà vừa xong thấy đổ vào nó màu đen rồi. Đây về đây, dưới cái này. Anh chỉ nhấc cái xem này. À, đây là cát đen đây. Vâng, vâng. Tức là anh ra này nó cháy luôn. Hay quá nhỉ, nhìn nếu mà không nói thì chúng tôi chẳng biết là cái gì. Chú quê ở đâu rồi? Quê ở... ở bên Nam Định. Nam Định thì... nhưng mà tôi lại đang ở Hà Nội. Nhưng Hà Nội thì chắc là ăn bí tính kiểu sấy bằng điện. Yeah. Ăn nó không thơm. Yeah. Với nó xay bột mạt như kiểu bột trẻ em ăn nó không ngon. Yeah. Ở Nam Định thì lại ở thành phố. Yeah. Thế nên lại không biết cái thứ này. Yeah. Nhưng mà có khi ăn mà không biết đấy. Yeah. Yeah. Thì như đấy xay nó kiểu giống mạt, bột trẻ em ăn nó không ngon, không thơm như đây. Yeah. Mà đúng là ngửi mùi thơm nhỉ? Vâng. Lúc mình ăn mình bỏ túi ra đổ xuống ăn lem một thời gian thơm. Vâng. Hay nhỉ, cứ thế là đảo đều này. Dạ. Bên đến... yếu mình nó nhà. Nhưng đến cái mùa hè thì sẽ nóng lắm nhỉ? Toàn bắt đầu này nóng, toàn ra sớm 3 rưỡi 4 giờ sáng rồi. 3 rưỡi 4 giờ sáng anh đã bắt đầu làm rồi. Đến mấy giờ thì anh nghỉ? Hết cái này ngủ tầm 11 giờ. À, chiều có làm nữa? Không, chiều lắm. Chiều nóng quá nhỉ? Vâng. Đấy, nó thơm, nó cháy. Làm này nó dần sàng lại nữa, mất 2 tiếng nữa. Wow. Tay thì đóng túi. Wow. Hay quá. Cái chiếu này là mua của hai cái bác đang dệt ở tại nhà kìa. À, ngay trên đây thì. Vâng, hôm bác cái tên là gì không biết. Đâu, đấy, vừa vào thấy hai bác đang dệt, thế là ngồi xem thích quá. Lần đầu tiên nhìn thấy cái dệt chiếu. À, thích quá, mua cho bác cái làm kỷ niệm luôn. Hai bác cái thích lắm. Ừ. Ở nhà đấy hay đoàn Pháp với cái thứ là hay đến đấy xem lắm. Đoàn Pháp du lịch. Hay quá, cái này của anh cũng là một động tác hay. Thế ở đây có bao nhiêu người làm như anh? 4-5 người. 4-5 người làm như anh?
Lại chuyển đi các nơi nữa. Chuyển đến các nơi ở trong tỉnh á hả? Các cả nước ấy. Ôi, cả nước hả? Vâng. Thế hả? Người nào Kim Sơn đi là cứ lấy cái này làm món ăn nhà hàng cũng có đầy. Thế một cân cái anh, một nửa cân, cái túi kia là bao nhiêu, nửa cân à? Nửa cân, một cân, một túi nửa cân, túi to một cân nữa. Thế mà ăn không thì có được? Ăn không cũng được, trộn cái đường ăn chả sao. Thế là bao tiền túi nửa cân? Trước 2.000 ạ. Thế cho tôi nửa cân nhá. Vâng. Cho ăn thử xem. Đấy, lấy cho tôi nửa cân. Vâng, vâng, đứng rồi. Đó nó cháy mất. Đưa ra cả nước cơ. Đi bán khắp nơi trên cả nước. Vâng. Cái Nga Sơn Thanh Hóa hay gọi nhạch kia. Gọi nhạch toàn là chính đây hết. Gọi nhạch. Vâng, gọi nhạch, gọi giá mè đó. Vâng, vâng. Là họ trộn với cái này. Vâng, gọi nhạch đấy. Wow. Hay quá nhỉ. Và ở đây có khoảng 7 đến 8 người làm như anh. Đó rồi, nó làm đây. Đấy, cát đấy hả? À, sau khi mà rang xong thì lại lọc luôn, cát luôn. À, còn cân nữa hả? Và đấy, cái kẹo lạc nhà mình làm luôn. Vâng. Nhưng mà làm ở trong nhà chứ hả? Và cái đấy thì làm bếp ga. À, bếp ga chứ không phải bếp này. Rồi. Vậy. Ờ, cảm ơn nhé. Ờ, cảm ơn.